bluezone.gov.vn. Loa phát thanh hoạt động hết công suất để yêu cầu người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ phải khai báo y tế, nhưng không phải ai cũng để ý. Không có biết gì việc phải khai báo y tế khi về Hà Nội không? Không. Dạ em chưa ạ. Tí về nhà em mới khai ạ. Cô đi làm thuê ở Hải Phòng bây giờ ra chỗ cái trung tâm đổi người. Chứ cô có biết gì đâu mà. Không chỉ dùng các biện pháp tuyên truyền, nhiều phường xã đã thành lập tổ phản ứng nhanh COVID-19 kết hợp với tổ dân phố, y tế phường, công an cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, lập danh sách người về thành phố sau kỳ nghỉ lễ để nhắc nhở khai báo y tế đầy đủ. Mới từ quê lên đúng không ạ? Đã khai báo y tế rồi đấy ạ. Dạ vâng, khai báo. Chúng tôi phải thông báo, kích hoạt cho Zalo của từng tòa nhà, của chi bộ, của phụ nữ. Chúng tôi phải cử người theo nhóm để đi phụ trách cho từng tòa nhà. Mà lượng người trở về thành phố rất là đông. Chúng tôi không thể nào đi hết từng nhà ngay trong một thời gian ngắn, trong 2 ngày được. Quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của người dân, khai báo y tế đầy đủ và theo dõi sức khỏe của bản thân, nhất là những người trở về từ vùng dịch. Khai báo y tế thì nó rất quan trọng, cho nên khi ra đến đây thì chúng tôi hai ông bà cũng nghĩa là đến để mà khai báo ngay. Rồi nhờ các cháu ấy, nó khai báo cho, thì như vậy là chúng tôi cũng đã thực hiện ngay sau khi mình ra Hà Nội. Theo chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì tất cả những người quay trở lại thành phố sau dịp nghỉ lễ bắt buộc phải khai báo y tế và chỉ cần thao tác trên điện thoại khoảng 5 phút thôi thì đã hoàn tất các bước khai báo y tế. Đây cũng là cách để tất cả người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh.